Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game Tây Du Béo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về những sự kiện tuần mới anh em nhé. Kết thúc 7 ngày rồi, hôm nay bước sang ngày thứ 8 và chúng ta có nhiều sự kiện mới luôn anh em ạ. Ồ nhưng mà khoan, mình đã đạt được cái ải 2200 và có thể lựa chọn một trong ba vị tướng đỏ ở đây anh em nhé. Bắt đầu Minh Vương, Hồng Hành Nhi và Lý Tịnh thì để mình xem nên chọn em tướng nào đây. Người đầu tiên là Hồng Hành Nhi, tăng sao xem nào, ui dồi 10 trên 30 thiếu 20 mảnh nữa cơ. Nhiều thế nhỉ. Tiếp theo check qua một chút về Bất Động Minh Vương xem nào. Đây, bao nhiêu mảnh đây? 13 mảnh nữa, hay thế nhỉ. Còn lại Lý Tịnh thì sao đây? Lý Tịnh 18 trên 30. Ôi dồi, cái tình hình này khả năng cao là mình là Lý Tịnh thôi. Vì có mỗi Lý Tịnh là gần được cái mốc tăng sao nhất. Nhận luôn thì luôn. Với cả em Lý Tịnh này thì cũng ở bên hệ lôi ấy, cùng hệ với cả Tung Ngộ Không mà mình đang chơi. Thành ra nhiều khi là cũng phải xếp 5 vị tướng trong cùng một hệ cho nó chất chơi người rơi nhá. Ô, có sư phụ này, Mạnh Bà và Địa Tạng Vương à. Ê, khả năng cao là mình sẽ lấy sư phụ rồi anh em ạ. Ôi, nhưng mà lại chờ đến ải 2400 nữa cơ, cũng càng quét đấy. Mình phải tự động nhấp một tí cái đã anh em ơi. Dùng luôn nha, có 11 cái con cá chép này. Đấy, bây giờ thì mình thao hồ đi review sự kiện rồi. Đặc sắc thì có cái gì nào? Nhận thưởng cái lịch luyện lệnh à. Có mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên nè. Ui, nếu như anh em nào mà có điều kiện nào vào đây phát là mình thấy có rất là nhiều kim nguyên bảo, cũng như là có thêm cái mảnh tướng đỏ bách biến. Cái này cực kỳ quan trọng trong cái việc nâng sao tướng anh em nhá. Càng về sau thì mình càng thấy cái mảnh tướng đỏ bách biến nên nó quan trọng anh em ạ. Ô, phúc lợi còn cái gì nữa? Ô, nhận thưởng này. Hôm nay lại tiếp tục ra một số những cái phần thưởng phúc lợi. Tiên đình chiến lạnh à. Càng nhỏ, ui, mảnh tướng đỏ bách biến này trông thèm thế. Hoạt động hạn giờ xem nào. Free được 500 nguyên bảo. Được ló luôn. Tây vực kỳ chân. Ủa cái gì đấy? Ô, tiểu mộc trùy là cái gì ta? Anh em hoàn toàn có thể sang cái phần gõ mõ đạt mục tiêu. Đấy, ấn vào đây phát. Gõ mõ phát nhỉ? Một phát. Ui, mảnh tướng đỏ bách biến luôn kìa. Nguyên bảo có luôn này. Chủ yếu là mình thấy có nguyên bảo này. Ui, có thỉnh thần phù này. Ê à, được nhờ anh em nhờ, hợp lý này. Cái gõ mõ này ngon này anh em ơi. Có rất nhiều phần thưởng xịn xò con bò nhé. Và khi mà chúng ta đạt mốc gõ mõ đạt mục tiêu là mình sẽ nhận lại được cái hoàn trả. Thêm 5 cái tiểu mục trì nữa này. Có mảnh tướng đỏ này. Và mình nhớ không nhầm, đúng rồi, có luôn mảnh tướng đỏ bách biến anh em nhá. Ui, được của nó anh em ạ. Ngoài ra thì ở chợ Trường An này thì chúng ta còn mua được rất là nhiều những cái vật phẩm xịn xò con bò. Ví dụ như mình vừa lụm luôn 20 cái vé chiêu mộ mà chỉ với giá là 2.000 nguyên bảo anh em nhé. Ở đây mình thấy có cái túi thỉnh thần cao, 50 cái vé chiêu mộ, 50 mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên mà chỉ có 10k nguyên bảo mà thôi. Wow, amazing. Túi chợ đặc biệt, 20 cái mảnh tướng đỏ bách biến luôn ạ. Được nhờ, 8.000. Cực của nó đấy anh em ơi, xịn luôn. Nếu như anh em nào có nhiều nguyên bảo nên đầu tư với chợ Trường An nhá. Ngày thứ 8 thật là bùng nổ anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi thỉnh thần một tí cái đã, làm tí vận may đầu ngày đi. Đó là Bất Động Minh Vương kìa. Hàng Nga, ôi ngon. Mình chơi Ngộ Không thì rất cần em hàng Nga nhá. Tiếp theo mình check qua cái đỉnh phong tự chọn tí. Có cốc vàng này, cái này là su à. Và cái này là thất thái chân châu dùng để tầm bảo anh em nhá. Đây là mình để cái con cốc vàng đi cho nó hợp lý nhở. Kế tiếp bên này thì có chọn cái gì? Nghe vẻ là văn ngọc này nó ngon lành cái nào này. À, cái này là free luôn anh em ạ. Còn đây để mình xem nha. Úi, mình thứ đầu bách biến này. Ui, cái này ngon này anh em này. Bỏ đi, đấy đấy đấy, cái này hợp lý này. Tu vi tiên môn này ngon này. 5 vé chiêu mộ hay là 10 cái tập bảo. Đây đây, vé chiêu mộ đi. 100 tiên ngọc anh em nhé. À, nhưng mà cái này thì chúng ta cần phải đầu tư một tí. Nhưng mà phần quà đây mình thấy, ủa, cái này là hợp lý nhất luôn. Mình thấy anh em nào đầu tư vào cái này là cực kỳ ngon lành cái nào. Tu vi tiên môn, vì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp được mấy cái điểm kỹ năng ở trong cái phần tiên môn này này. Rất là quan trọng luôn, cộng rất là nhiều chỉ số anh em nhé. Tiếp theo là giao trì thịnh hội à. Đây là cái gì đây? Ô, free luôn, được một cái nguyệt hoa. Rồi tiếp tục là nhận thưởng, được thêm một cái nguyệt hoa nữa. Chưa biết để làm gì. Điểm danh thịnh hội. Ô, nhiều nguyệt hoa này. Điểm danh nhờ đấy, ngày 4 đăng nhập hoạt động. Ơ, hợp lý luôn. Ồ, đây rồi anh em ơi, lúc nãy mình thắc mắc không biết cái nguyệt hoa dùng để làm gì. Thì bây giờ đã có cái để dùng rồi, giống như kiểu là vòng quay nè. Quay luôn x10 anh em nhá. Xem được những cái gì đây, thần thông pháp quyển này. Có nguyên bảo luôn nè. Thêm 10 lần nữa đi. Mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên, mảnh tướng đỏ bách biến. Ok đấy chứ. Tào Lâm kỳ ngộ, nhấn nhân vật để trò chuyện. Tiếc là đầu tiên đã thu hoạch xong rồi, nếu không thì giờ hái được một trái thì tột biệt mây. Tấn Ngốc đừng có cả ngày chỉ biết ăn, ở vườn đào này mà lung tung thì không có kết quả tốt đâu. Hi hi, được rồi Hồ Ca, ngươi xem hàng Nga có thực sự ở vườn đào này không? Nghe nói lần này cô ấy từ Quảng Hàn Cung đến tham gia. Tự mình tìm đi, chẳng lẽ muốn ta tìm giúp? Ta thậm chí còn không muốn đến nơi xui xẻo này. Ta chưa được ăn đầu tiên, không biết so với nhân sâm thì thế nào. Ngon hơn nhân sâm quả nhiều. Ngoan ngoãn chờ lễ hội bắt đầu đi. Ngoan ngoãn chờ lễ hội bắt đầu đi. Wow,
có thể cộng thêm điểm kỳ ngộ anh em ạ. Trong tam giới món gì ở đây cũng có. Có muốn xem hàng không? Vong Niệm chắp tay ăn một gậy của lão Tôn. Ăn một gậy của lão Tôn luôn. Ơ vậy. Ơ cộng được 45 điểm luôn này. Áo thật đấy. À kiểu như là mấy câu trả lời đấy nó sẽ có cái tính cách kiểu như là tinh quái này, hoặc là thân thiện hay là như thế nào đấy. Ờ hợp lý này. Sau đấy thì mình hoàn toàn là có thể khiêu chiến được con boss này anh em nhá. Ủa căng vậy. Đấy đội hình của mình hiện tại chỉ có như vậy thôi. Khiêu chiến thử xem như thế nào anh em ơi. Ủa không biết là Ngộ Không nó gõ cho một cái bên mình có nằm xuống hết không nhở. Ủa mình trâu lắm. HP tận 16 ức cơ mà. Ôi toàn thực sự. Khỏe thế. Nhưng ở đây mình có thể mua được một số cái vật phẩm ngon này. Ví dụ như cái điểm này. À cái điểm này thì vẫn đang thừa anh em ạ. Cái này giảm giá 80% là hợp lý này. À hoặc là mua cái này chân trâu cũng được. Đấy anh em thiếu cái gì thì có thể mua cái đấy nha. Ồ qua boss này. À đây này. Nếu như điểm thân thiện của mình mà trên 100 thì mình sẽ được những phần quà này. Và tiếp theo là chọn theo thứ tự thì mình sẽ được phần quà này. Còn nếu như lựa chọn tinh quái thì mình sẽ được nhiều linh thạch này anh em này. Cái này mình cũng đang thiếu. Thật là tuyệt vời. Và tinh quái của mình đấy. Trên 165 điểm nè. Ui hợp lý luôn. Ui biết thế click vào đây trước thì anh em có thể biết được là nên lựa chọn cái gì theo cái vật phẩm mà mình đang thiếu anh em nhá. Thôi rời khỏi cái đã. Rồi đồng ý lưu tiến độ hiện tại đi. Tiếp tục là hoạt động linh thạch. Ờ xin luôn. Cái gì đây? Lịch luyện à? Nhận luôn này. Vượt ải chính tuyến. À có nhiều nhiệm vụ phết nhỉ. Cái múc luôn. Ôi đặt mốc cái xịn này anh em này. 3.000 nguyên bảo, 30 cái thỉnh thần phù luôn này. Hợp lý quá nhở. Rồi thì anh em có thể thấy là ngày hôm nay bước sang ngày thứ 8 là chúng ta có rất là nhiều những cái sự kiện ngon lành cành đào anh em nhá. Rồi mình sẽ vào phần tướng để mình nâng cấp qua một chút xem là những vị tướng nào nâng sao được đây. Có hàng Nga nhưng sao thêm được một phát này. Ồ được này. Mình cũng đang rất cần em hàng Nga để cho vào đội hình hỗ trợ cho Tôn Ngộ Không anh em nhá. 114. Úi dồi ôi. Còn lại thừa thì mình sẽ cho mấy em dâu riêng. Ok. Đồ giám. Úi dồi ôi. Còn thiếu nhiều điểm lắm thì mình mới có thể mở được cái dương tiếp theo anh em ơi. Hồ lô mở luôn nào. 40 cái hồ lô lục. Em 10 phát nữa đi. Tiếp theo là hồ lô lam. Tiếp theo là hồ lô tím. Tiếp theo là hồ lô cam. Rồi hôm nay mở đen hết. Nào mở lại từ đâu luôn. Phát nữa đi. Hồ lô cam. Nhưng mà không có tướng đỏ cay thế nhở. Hồ lô đỏ nè. Trời ơi. Đây mở đen vậy. Thêm một cái cam nữa đi. Nhưng mà vẫn chưa được cái gì. Nốt cái cuối cùng nào. Úi giời. Thôi tích cực đi vượt ải để lấy thêm hồ lô. Và có thể mở thêm hồ lô để ra tướng thôi. Ra tướng thì mình có thể nâng sao thêm được. Nâng sao được thì nó sẽ mạnh mẽ hơn nha. 415 này. 420 ấy. Mua thêm cái xù đây anh em nhé. X10 luôn ấy. Rồi. Tiếp tục. 7 lần luôn. Mình đang có nhiều nguyên bảo anh em ạ. 1420, 1445, 1420 này. 1425, 1421, 1422. Đây anh em ơi, lúc nãy linh thạch nha anh em. Kiếm được một cái linh thạch thì chúng ta gắn ở đây tăng thêm rất là nhiều chỉ số nha. Đây linh thạch phẩm lục mà nó đã tăng kha khá chỉ số đấy. Mình cũng đang hơi bâng khuâng vì có 8k nguyên bảo. Khả năng là vào chợ Trường An chơi tí anh em ạ. Đây, hoạt động hạn giờ này. Chợ Trường An để mình ngâm cứu xem nên mua cái gì 8k nguyên bảo này cho nó hợp lý anh em nhé. Vì là 10k thì mình sẽ có thêm 50 cái thỉnh thần phù. Nhưng mà nếu như chưa mộ đen thì lại hơi ối rồi. Mà túi chợ đặc biệt này là 8k là vừa đẹp này. Đấy, để mình check qua một chút về tướng Ngộ Không những cái thứ của mình xem còn bao nhiêu mảnh nữa thì có thể nâng sao thêm được phát. 54. Ai chả càng đây. 20 mảnh nữa mình tùy chọn được thì lên được 74. Rồi, ê khoai đấy, vẫn chưa lên được phát sao tiếp theo anh em nhá. Càng nhờ. Nếu như mà không đầu tư thỉnh thần thì là bao nhiêu đây? Lần này free, cứ cho free phát đã xem nào. Khoai phát anh em ạ. Hoạt động hạn giờ đi. Xem còn cái gì ngon lành cái đáo hơn không. Có hồ lô này. Khả năng là múc cái này đi anh em ạ. Cứ mở đi. Biết đâu nó lại được cái gì đấy ngon lành thì sao. Đúng không? Cô 62 này. Mở luôn đi. Hai mảnh tôi Ngộ Không. Ảo thật đấy. 22 mảnh. Tiếp tục là Ngộ Không đi. Dương Su mở nốt đi. Tướng tím mở nốt đi. Và linh thạch mở nốt đi. Ui. Linh thạch lam level 5 luôn. Đùa với chúng tôi. Tướng Ngộ Không. Đấy rồi. Đấy.
còn ngay. Ui cộng nhiều được chiến phết anh em ạ, không đùa. Để mình xem những tướng nào có thể nâng sao được. Thứ nhất là Lý Tịnh, cộng thêm 3 điểm đồ giám nữa ngay. Ôi em Lý Tịnh quay phết nhờ, đồ giám này thêm 3 điểm. Ô nhận thư này. Ui 35 mình nữa. Ôi mình quên đua top thỉnh thần các kiểu. Ô sự kiện tổng kết 7 ngày mà mình quên này, hợp lý luôn. Phúc lợi có cái gì đấy, mình nhận thưởng luôn. Còn túi ngẫu nhiên được thêm 4 em, nhưng quan trọng nó là cái này này anh em này. 35 mảnh ngộ không nữa, kéo lại nâng sao được phát nữa rồi cũng nên này. Rồi chuẩn luôn đi, dư 13 mảnh luôn này, cho những anh em nào còn thiếu 13 mảnh luôn này. Tăng sao, wow, tăng nhiều lực chiến thực sự anh em ạ, căng đét luôn. 17 sao anh em nhá, wow amazing, thêm được 3 điểm đồ giám nữa đấy anh em. Bỏ với chúng tôi à, hai dương này đây á, ít thế, nâng cấp level đi xem nào. 23, 24, 25, 35 luôn à, ui nhiều điểm đấy. 1435 này, vừa đẹp luôn. Chất. Còn những em tướng khác thì mình lại tiếp tục nâng cấp để cho nó lên một chút những cái chỉ số nha. Trang bị xem nào, luôn đồ ngộ không đi nào. Tam giới, giờ đi leo tháp thử xem được thêm cái thỉnh thần phù nữa không anh em nhá. Vừa nâng cấp được ngộ không xong nghe vẻ là cũng mình đấy. Thấy không, một gõ ngộ không là hơi bị chất chơi người rơi luôn anh em ơi. Đó, Phan nữa này, ôi vẫn thắng này. Được nhiều cái xu luôn. Tí nữa mình được nhiều xu mình lại vào nâng cấp level. Wow, ôi vẫn chưa ăn được à? Kìa, rồi đấy, nhận dương luôn anh em. 10 cái thỉnh thần phù ngay chứ. Tiếp tục là chiến anh em ơi, vừa hay để nhận lấy thêm xu. Đó, ngon lành ngon lành. Ui ngộ không của mình bây giờ mạnh dần đều đấy, 17 sao mình thấy cũng căng thẳng đấy anh em ạ. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Ui, ai bao nhiêu, 338 rồi, 339. Ui vượt được nữa luôn này. Ui gần thắng này. Quả đấy là bị out lực chiến hơn nhiều đấy. Quay trở về thỉnh thần phát đi anh em. Ơ à, ừ đúng rồi, mới được có 10 phát. Ủa mình vừa ra chưa bắt giới thì phải. Tướng này chưa bắt giới luôn. Đúng rồi, còn thiếu 2 mảnh nữa là có thể nâng sao thêm được phát nữa anh em ạ. Ôi, nói chung ngày hôm nay nhiều sự kiện mới cuốn phết anh em ạ. Anh em nhớ đăng nhập vào để chơi sự kiện nhá. Và anh em có thể tải game ở đường link dưới phần mô tả hoặc truy cập vào trang web chơi ngay.vn để chơi Tây Du Béo cùng với mình nha.